Nhậm Gia Luân dù đã có vợ con nhưng vẫn đốn tìm fan nhiều như thế nào? Trước khi Cẩm Y Chi Hạ được phát sóng, đa phần khán giả không tin bộ phim này sẽ nổi tiếng. Nguyên nhân chủ yếu vì nam chính là Nhậm Gia Luân, không những không được tính là minh tinh lực lượng tuyển một mà còn là người đã có gia đình. Trong ngành giải trí đặc thù này thì rất nhiều nghệ sĩ đều không chọn việc công khai hẹn hò yêu đương vì sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp. Nhưng Nhậm Gia Luân là một trong những trường hợp ngoại lệ khi anh chọn công khai tình cảm vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp. Hơn nữa không lâu sau đó nam diễn viên đã tổ chức hôn lễ. Năm thứ hai nam diễn viên thông báo lên chức bố. Không ít fan hâm mộ đã cảm thấy vỡ tim khi nhìn thấy tin này và nhân khí. Danh tiếng lượng fan hâm mộ của Nhậm Gia Luân cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Một câu hỏi về Nhậm Gia Luân mà dân mạng đặt ra thu hút nhiều sự chú ý của dư luận là một ngôi sao đã kết hôn và có con ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nhậm Gia Luân đã không thể nổi tiếng trong một thời gian dài. Tại sao ngày nay anh ấy lại gây được tiếng vang như vậy? Sự quyến rũ cuốn hút của anh ấy là gì? Nguyên nhân đơn giản là vì từ trước tới nay, Nhậm Gia Luân chưa bao giờ quên ước mơ, sơ tâm của mình là diễn xuất. Anh vẫn kiên trì âm thầm rèn luyện kỹ năng của mình, mặc cho những thứ ngoài lề gây ảnh hưởng. Nhậm Gia Luân tên thật là Nhậm Quốc Siêu, nhưng vì ông chủ công ty quản lý cảm thấy tên của anh dễ nhầm lẫn với vận động viên, nên mới đổi thành nghệ danh như vậy. Suốt một thời gian dài bước chân vào nghiệp diễn xuất, Nhậm Gia Luân chưa bao giờ lơ là, không chủ tâm vào vai diễn. Mỗi một vai là sự đầu tư nghiên cứu kỹ càng của nam diễn viên. Khi diễn trong bộ phim Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân từng tiết lộ, bởi vì nhân vật Lục Dịch có rất ít lời thoại, tôi đã phải sử dụng đôi mắt của mình để truyền tải. Tôi không cố tình biểu lộ tất cả cảm xúc phải bằng qua ánh mắt, mà chỉ thể hiện điều đó một cách tự nhiên. Chính vì khả năng nhập vai xuất sắc, Lục Dịch qua sự thể hiện của Nhậm Gia Luân đã nột tả được kiểu nhân vật ngoài lạnh trong nóng, một cẩm y vệ lạnh lùng vô tình, nhưng kỳ thực lại là một người đàn ông có trái tim ấm áp, đặc biệt giàu tình cảm. Đôi mắt anh khiến bao trái tim của cô gái trẻ phải đập mạnh, xao xuyến sau khi xem phim. Nhậm Gia Luân còn chủ động chỉnh sửa một vài chi tiết hay lời thoại để cốt truyện, tâm lý có thể phù hợp hơn với nhân vật. Để có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay là cả một quá trình không hề đơn giản với Nhậm Gia Luân. Khác với những minh tinh lưu lượng luôn sử dụng chiêu trò và mô tốt tìm kiếm, Nhậm Gia Luân luôn đóng phim một cách nghiêm túc. Những thứ khác tác động tới anh chàng cũng trở thành điều vô ích. Thế nên dân mạng hiếm khi nghe thấy một tin đồn xấu nào về nam diễn viên này. Ngoài ra, công ty quản lý phòng làm việc cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nhậm Gia Luân không thể nổi tiếng trong thời gian đầu ra mắt. Theo một nguồn tin cho biết, nhân viên phòng làm việc không hề quan tâm tới Nhậm Gia Luân, luôn đưa cho anh bánh mì và nước lạnh. Nghỉ phén đi du lịch theo đuổi ngôi sao, mặc cho nam diễn viên phải vất vả tự mình lo liệu quay phim. Trên tài khoản Weibo của công ty quản lý cũng hiếm xuất hiện những bài đăng hay video về ngôi sao Cẩm Y Chi Hạ. Ngay những bài viết quảng bá phim cũng bắt nam diễn viên phải tự nghĩ và đích thân đăng tải. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!